Thế giới nước hoa bột qua xin chào. Anh đang tìm sản phẩm gì ạ? Sắp tới 20 tháng 10, anh đang tính là tìm một cái sản phẩm làm quà tặng cho bạn của mình á. Em có thể gửi anh tặng nước hoa được không ạ? Cũng hay đó. Dịp 20 tháng 10 năm nay, Thế giới nước hoa đã cho ra mắt 200 set quà có mức giá chỉ từ 1 triệu đồng là bạn đã có ngay combo 2 đến 3 món nước hoa mỹ phẩm chính hàng. Đây là combo tỏa sáng. Bên em đang có chương trình sale đến 45%. Giá gốc là 2 triệu, giảm chỉ còn 1 triệu mốt thôi. Combo này rất trẻ trung hiện đại, gồm một chai nước hoa 100ml của thương hiệu Paru của Pháp. Chai nước hoa này thuộc nhóm hương hoa cỏ nên rất nhẹ nhàng, nữ tính và ngọt ngào. Một son thỏi Mate Yume Sakura với màu sắc trendy, một sữa tắm minus 417 350ml. Combo tên là combo Bình Minh, gồm 3 sản phẩm. Bộ này là 9 triệu, giảm 50%, còn chỉ còn 4 triệu 500 ngàn. Combo này gồm một chai nước hoa niche 100ml của thương hiệu Burkhoys. Đây là chai nước hoa sở hữu hương thơm hoa cỏ trái cây với sự ấm áp của dừa, tươi mát của vải, dịu nhẹ của vani cùng với nốt hương trao nhã, tươi mới của các loại hoa, mang lại nguồn năng lượng cho buổi sáng đầy hứng khởi. Một bộ sản phẩm trẻ hóa da vùng mắt AM417 rất giàu khoáng chất và vitamin, một máy rửa mặt Guess 6-in-1 làm sạch da. Xin giới thiệu anh gift set Gucci. Tên của nó đầy đủ là Gucci Flora Magnolina. Set nước hoa Gucci gồm có 3 chai nước hoa Gucci 100ml, 10ml và 5ml. Giá gốc của set này là 5,3 triệu, giảm tối đa 12%, chỉ còn 4,6 triệu. Set này mang hương hoa mộc lan làm chủ đạo, tỏa ra sự vui vẻ và tinh thần cao quý. Khi mua hàng dịp 20 tháng 10 này, khách hàng nam cũng không cần phải lo lắng đến chuyện gói quà, vì Thế giới nước hoa Perfume World hỗ trợ hoàn toàn miễn phí, chưa kể còn miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 600 ngàn trở lên. Nhanh tay đến với Thế giới nước hoa để mua quà tặng cho người phụ nữ thân yêu của mình thôi các bạn nhé.